đây này. Kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Rồi, ok, hello, xin chào thầy em nha, chẳng lẽ nó quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, hôm nay là có kèo solo giữa Gian và Zip. Thì kèo này là mình nói trước là nó sẽ khá là buồn ngủ đầu game, nên là anh em xem, nhớ xem hết video nha. Phần cuối là hay ở phần cuối đấy, đừng có thấy đầu game mình ít đánh nhau xong rồi bỏ video của mình, buồn lắm nha. Rồi, đó nói trước là hai phần hay ở cuối đấy, anh em nào không xem là hối hận đáng không kịp đấy. Nhớ lên là nhớ phải xem video đến cuối kia chưa đấy. Ok, cảm ơn rất nhiều. Rồi, kèo này thì khá buồn ngủ rồi chị, bởi vì hai kèo này thì chắc chắn là chỉ có solo đấm nhau xíu rồi lại chạy thôi đấy, nên là mọi người clip này mọi người sẽ xem nhìn cách tôi di chuyển nhá, nhìn cách tôi di chuyển mọi người học theo đó, và farm quái nữa nha. Đó, mọi người cứ học theo tôi đi, đảm bảo mọi người sẽ đi top ok hơn đấy, bởi vì tôi cũng học hai đồ thôi, còn tôi học hai đồ thế nào thì Mèo phải xem tôi thì Mèo mới biết được như thế nào chứ, đúng không đấy, hai đồ tôi chơi như thế nào đó, như chẳng hạn như cách về này này là cái mẹo để mấy ông dễ cấu máu hơn đó, kiểu như bình thường nó sẽ nghĩ mấy ông nấp ở cái bụi ở dưới chỗ gần cái con chim á, nhưng mà không, mình sẽ làm ngược lại này, nó cái bụi ở trên này lúc nó ra phàm này đứng về phía bên cái bụi mà vừa nãy tôi nấp sẽ nhiều hơn đó, này khả năng mình sẽ được tiếp cận gần nó hơn và mình cấu máu thôi đó, hiểu không? Đó là một cái mẹo đó. Ok, còn bây giờ thì có thể thế rồi thì đương nhiên là con chim sẽ là của mình rồi đấy. Tầm này thì tem mình giao tranh khá là ở trên kia khá là đông nha, đó nên là mình cứ cố gắng để từ nhá hết đợt lính này mình khả năng mình sẽ di chuyển một xíu, còn nếu mà tem mình ổn áp rồi thì mẹ đi về thôi. Nói chung là cứ di chuyển liên tục thôi. Kèo nói chung mọi người đánh gặp mấy cái kèo này mọi người đừng có lên đứng một lên nhá, cố gắng đi top là phải di chuyển nhiều vào, di chuyển xong rồi nói chung cứ phá hết đợt lính thì di chuyển luôn đó thì nó mới kịp được đó. Còn như pha này thì tôi chỉ vô tôi check xem nó còn quái không thôi đó, còn quái thì cướp, còn có thì thôi. Bây giờ thì tôi sẽ về tôi ăn quái nhỏ nhé mọi người. Nói chung là rừng mình ở trên rồi thì mình cứ ăn thoải mái thôi, không sợ đâu, không có gì phải sợ chửi á. Mình ăn rồi mình thì nó farm lính thôi thì đương nhiên bù hộ lại chả sao hết. Nói chung là cứ để quái thời gian lâu thì đúng không, để nó cộng động thời gian gì. Rồi cút ở trên kia, cút ở trên kia nó đảo len nó ganh rồi nên khả năng sẽ mất một mấy con lính nhá. Nói chung là pha ấy mid hay lắm mọi người, mid pha đó là chạy, đáng cái chạy mà chết á, nhưng mà vẫn đổi mạng được SB, pha đó hay thật sự luôn. Rồi khả năng bây giờ thì tôi sẽ ui gặp lo nè, ôi thôi pha này tôi nhé, pha này lui nhé mọi người, pha này đánh là ba thằng nó múc to chết đấy, rồi thôi lui nhá, rồi kệ đi ulti này, rồi chạy thôi, tốc biến, ui không kịp rồi, tôi đi tốc biến để cho con Lily hỏi cào hụt đấy mọi người, chứ tốc biến mà để Lily lướt theo nó cào theo là không được, nhưng mà vẫn chui quá không được mà. Ui chết luôn cả bạn biết rồi. Rồi nhá, lui đi vé rồi, lui nhẹ đi. Ui sao lại không lui đi chơi rồi, ui cháu nó ăn hai mạng rồi, phần này chết ba lỗ rồi mọi người ơi, nhưng không sao nhá, đó chỉ là đầu game thôi, phần hay vẫn ở cuối game nên là mấy ông phải xem hết video cho tôi nhá. Nói trước là phần hay ở cuối game đấy, đầu game hơi buồn ngủ thôi nhưng mà mấy ông sẽ học được khá là nhiều mẹo khi di chuyển nha. Nói chung là tôi cũng chẳng biết nó sao đâu, thì tôi cứ di chuyển vậy thôi đó, nhưng mà được cái là vàng sẽ hơi bị thọt nha mọi người. Thề vàng thôi thì thọt, có khi vàng còn ngang với mấy thằng xanh mạng hơn mình nữa cơ. Rồi bây giờ thì vô chém là lui nhá, đánh với cút mọi người phải không được đánh nhau trực tiếp nó khi nó bật cái nội tại của chiêu 2 nhá, chứ nó đấm một phát là ui rồi vỡ sọ đấy, đau lắm. Rồi cút di chuyển rồi tôi sẽ vô toàn con chim nhá mọi người, nó nói chung là có quái ui giỏi ơi, chém mày cái này thôi nó về rồi thì thôi tôi không ăn nữa. Đây né này đó, nói chung là cố gắng lướt chiêu 2 né đấy, né hết. Rồi ui ôi mày thấy rằng nó bổ chay đau không. Rồi hết chiều rồi luôn, đi theo à. Rồi nói chung là cứ cố gắng né cái chiêu đấm của Scoot là mọi người ăn nó thôi đấy. Còn mọi người ăn Scoot thì mọi người phải nâng cái đao đó mọi người, ăn không nâng cái đao là nó hồi máu ghê lắm nên phải bắt buộc phải nâng cái đao. Rồi nhá, bây giờ thì tôi lại có thế thì tôi lại ăn được con quái này thôi. Nói chung là cứ farm thôi mọi người, thấy hai con quái ở bên phía bùa mình không, đó là phải qua hốt nha, đừng có nhường cho rừng hết á, rừng ra thì rừng ăn thôi, mình ra trước mình ăn trước, còn lại thì mình nhường nó con bùa đỏ thôi đấy, còn lại thì dừng đi ganh, dừng ăn lính kệ rừng đấy. Nói chung là cứ ăn đi không sao đâu, không bị chửi đâu mà lo, đảm bảo luôn, tôi đảm bảo không bị chửi đâu. Rồi bây giờ thì tôi di chuyển nhá, nó nói chung xem di chuyển đều thôi. Rồi ui thêm không ăn được thằng bít nó kìa, cày thế đấy. Nói chung là giờ đi rồi thì mình sẽ đi về farm tiếp nhá mọi người, chứ đừng đi lên nhá, lính lên rồi mà mình đi lên nữa là coi như là toang cái trụ đấy. Tầm này mà di chuyển cao quá là mất trụ không thành đấy. Rồi ok lui thôi, nó cấu nhẹ nhẹ lướt qua lướt chiêu sao cho dính nó được rồi. Nãy giờ mình đánh mình chả chạm hết mà nó cũng bị cũng máu rồi đó. Rồi ok, bây giờ nâng cái đao chứ nha mọi người, từ cái xuyên giáp từ đằng sau đó. Nói chung là đánh Scout mọi người phải nâng đao, không nâng đao đánh không nổi nó đâu. Đây 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 đây, ui tôi đi hụt nữa rồi, trời ơi này luôn rồi, xong pha này hết choáng rồi, được sớm quá. Rồi chém thường nha, chém thường nha, giờ Scout không nó đầu đâu. Rồi rồi nè, rồi đập đi, đầu chưa phải cả nồi, đau phải nồi hồi chạy mọi người ơi. Đúng không, solo nó đứng lại cái là đấm cho cái mấy cái nó chết đấy. Đời con Scout mọi người mà chưa biết là nội tại con Scout, ui rồi mất 3 con xe rồi, không ngửi được miếng vàng, trời ơi cái thế. Thôi đi về nhé. Đấy, nội tại Scout là nếu mà ai chưa biết nội tại Scout là máu nó trâu nó càng cao ấy, thì nó đấm càng đau ấy mọi người. Nên là máu nó càng cao mình nó đấm mình càng đau thì chưa, nó nên là mình thất báu nó thì mình nên lui chứ càng đánh là càng đau đấy. Rồi nói chung là gặp Scout thì phải đến tầm giữa game cuối game mà con dám ăn được, đầu game thì solo hết suốt. Rồi 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 lướt nè, ui tôi ấn chậm rồi, không phải ấn chậm đâu mà tôi nhấp rồi hay sao, nó không lướt đậu xanh nó cày thế, pha lướt kịp cái tụi tôi combo chết bả rồi, nó hết chiêu chạy mà. Rồi bây giờ thì kệ đi, bây giờ tôi sẽ ra farm tiếp đó, cứ có quái là farm thôi, lính từ từ, đằng nào lính đâu mất đâu. Đó lý do tại sao mà không bị thò vàng đấy mọi người nhớ chưa đó. Đó trước giờ tôi toàn ui ơi ấn lộn tốc biến, lướt cái bút nhanh có vào cái tốc biến nó chạy xuống dưới luôn, ảo thật đấy mà thôi không sao. Đó đấy, từ xe hai đồ tôi chơi tôi biết là lý do sao mà ống chơi vàng lúc nào cũng nhiều vãi nồi ra đấy, mặc dù không ăn mạng nào vẫn vàng nhiều nhất team, ảo thật chưa, hóa là lý do như vậy đấy. Nên là mọi người cứ di chuyển thì mọi người gặp quái mọi người ăn thôi, bao giờ có rừng ở đó thì ok. Rồi em mình ăn được rồi thì tôi thổi ra nhé mọi người. Đấy ui thôi xong rồi chết luôn Aya rồi à, đây 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 đây, nhưng mà tôi ăn con bùa đỏ này thì khả năng trụ tôi mất rồi, không sao, nói chung là bỏ trụ cũng được. Nói chung là giờ thì đã di chuyển rồi phải di chuyển thôi, thì làm lại xem mình ăn được mấy con quái này thì hiện giờ nó thọt thôi đúng không, mất một trụ không ảnh hưởng hết. Đây con này thì đứng đây chặn lính thôi, rồi vô giết luôn con SB nó, giết nó, ui rồi vào sau cái chết đồng ban heo. Ok nói chung là giờ xin được lính thôi. Ôi biết rồi, vô thủ đường cho mình cái thủ sâu quá này, đẩy nát luôn một cái đường giờ lại thủ đi, từ từ nha đừng đánh mỗi bội. Ui rồi ôi từ từ rồi ok, bây giờ di chuyển xuống nha, từ đó trước hết là ăn quá rồi đã. Nói chung là trên đường càng con gì ăn được thì cứ ăn thoải mái nha, không có gì phải ngán đấy. Đây rồi nói chung là tầm này thì tôi cũng khá là săn rồi đó, nói chung mà không ăn mạng nhưng mà khá xanh đấy mọi người, đừng có tưởng nha. Đây gọi là kiểu là gì ta, sát thủ giấu nghề thôi, im lặng tí xíu ơi, tí nữa âm thầm cánh tim phải không đó, mọi người cứ xem đi, tí tôi âm thầm cánh tim xem đấy, 01 nha, mặc dù không ăn mạng nào nha, mặc dù tem 14 mạng nha, nhưng mà yên tâm tí tôi đánh tim vào xem. Rồi ulti trước này từ bon con tà thần á, rồi ok rồi chém này giết nha. Đấy bây giờ ăn được mạng đầu tiên cho của mình này rồi, ok bây giờ vô chém này, từ từ nha đây 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 đây, bắt con bé ui vào cái bụi rồi, không được rồi mọi người, hay quá mít rồi, mít mình ăn được mít nó rồi. Bây giờ thì mình di chuyển ra ăn một lối mọi người, ui mất rồi giá, nhưng mà đấy tên bạn mất 3 rồi, bây giờ thì tranh thủ lính lên cao vào đẩy thôi, còn lính ở dưới kia thì kệ đi đó. Nói chung là giờ phải đẩy trụ nha, tầm này anh em chơi không đẩy trụ là anh em toàn đấy. Rồi cho AD đẩy trụ đi, tôi đẩy lên trên đấy. Nói chung là di chuyển đi top thì các bạn thôi, nói chung là đi top thì anh em đừng có mong là sẽ giao tranh nhiều, bởi vì giao tranh nhiều thì đi rừng giao tranh nhiều thôi, nên là sợ với ông xem đầu game hơi chán ấy, nên là thông cảm nhá, đừng có vì thấy không đánh nhau nhiều đầu game cái bỏ kênh tôi cái buồn lắm ấy, nhớ xem hết video đó. Ok bây giờ thì tiếp tục farm thôi, mà hết mana rồi chuẩn bị chạy mọi người, tới nhà tốc biến đấy, ông vào lo thấy mình hết mana cái ông ulti lên liền luôn mọi người, vãi nồi thật. Vào đó không có tốc biến là coi như toang rồi đấy. Rồi bây giờ thì đi về thôi, cái món tiếp theo là mình sẽ nâng cái món phù kiếm nhé. Đó nói chung là con già này cứ cắm đam với tôi thôi đấy, cứ cắm 3 món đam chính là được rồi, còn nanh thì hết xui, nanh thì tùy trận đấy, mọi người nào muốn đam siêu khủng thì nâng nanh, còn không thì nâng như đồ còn như mình thôi, đủ đam rồi thấy chưa. Rồi còn bây giờ thằng nào bố con thằng nào vô đây này, đánh này mày này, đánh luôn trời ơi Vedet ơi, tuyệt vời Vedet 10 điểm, trời ơi pha này Vedet 10 điểm nhưng mà chưa mất Vedet rồi, không sao một đội ba vẫn được, vẫn ok sla đấy. Và đây Vedet 10 điểm á, Vedet là một phát cắm được 2 người choáng luôn, tem bạn không kịp xử lý. Đấy bây giờ mọi người thấy chưa, tôi còn chưa nâng 6 hộp kiếm mà tôi dồn đam đau không, quá đau còn gì nữa. Khi mọi người thấy không, tôi vẫn đi farm bình thường thôi, Tôi vẫn đi farm bình thường nhưng mà tôi không có đi ăn mạng, nhưng mà vàng tôi vẫn nhiều nha, và tôi vẫn nhiều nhất team đấy. Nên là mấy ông đừng có nghĩ nha. Đó, nên là mấy ông xem clip này hy vọng mấy ông sẽ hiểu được cái cách để vàng không bị thọt nha. Đó, tôi từ chỗ tôi chẳng biết nói đâu. Nói chung là chỉ có biết nói là cái câu là quái ở đâu farm ở đó, kiểu vậy, hiểu chưa? Đó, đó là lý do sao mà không bị thọt đấy, mặc dù tôi không ăn mạng nha. Đó, còn bây giờ mới là đến thời phút mà tôi chuẩn bị dồn kìm nén từ đầu trận đến giờ đây. Chuẩn bị mèo, chuẩn bị xem này, mối vào xem này, rồi vô, rồi chém này, chém trước này, trước này, bố này, rồi chết rồi, nhưng mà tôi hết 3 chiêu rồi, xong rồi pha này tôi chết rồi. Ăn nó đi. Rồi hồi sinh ở đây. Úi rồi ôi, tầm này mà có Aya nữa hả? Trời ơi, mọi người biết gì không? Mọi người biết cái mẹo gì không? Đó chính là có Aya trên đầu chưa? Cặp bài này là tỷ lệ win 100%. Rồi bây giờ thì lên và dọn lính thôi. Đó, nói chung là tem bản cũng đã gì hết đấy, nên là chưa nói được cái gì đâu. Tầm này thì tôi phải nâng cái kháng phép mọi người, tránh con Lily sốc đàm, chứ tầm này con Lily nó có đồ nó sốc đàm tôi một phát tôi trắng máu đấy, nên là không có giỡn được đâu. Thế còn bây giờ thì di chuyển xuống thôi. Ui Vanel ơi, từ từ, bình tĩnh tem ơi, bình tĩnh, lui hết đi, rồi xong vé chết rồi. Rồi nha, lui nhá, ông Rát ơi, ông hết máu ở đây, tôi bắt đầu tôi cảm thấy ông đấy, lui đi. Trời ơi, em ơi, thiếu người mà sợ đánh nhau thế này. Không sao, thiếu người cũng được. Bây giờ thì tôi đi farm tiếp mọi người ơi. Khả năng tem nó ăn con tà hận đấy nên là cứ kệ đi. Rồi, việc của tôi là cứ có gì farm đó thôi. Tem giờ tem chết, tem cũng chết rồi thì tôi dùng cách là đẩy lính cao thôi. Đấy, nói chung là phải đẩy lính cao mọi người cứ tù ấy, mọi người sợ ôm chủ ấy là toang đấy, phải đẩy lính cao hết cỡ lên. Rồi. Bây giờ thì di chuyển về lên nhé mọi người. Đấy, à đây, cáo ơi. Ui, cáo khốn thế. Thôi, cáo lùi rồi thì mình bỏ nhé mọi người. Không biết tên bạn đâu nhỉ? Chưa ăn tà hận nữa à? À đây vừa nói xong. Rồi, bây giờ thì nấp bụi thôi, nấp bụi và rình thôi, rình của nó là đây. Tém ơi, binh lên nè, à, binh nè, à. Tém ơi, đánh nhau đi. Đây. Từ úi giời, tụi mày vô chứ. Ôi rồi nó đi xuống dưới đấy à, nó xuống dưới rồi, tôi ăn con tà hận mọi người, kệ tem nhé, tem thủ nhé. Tầm này thì phải ăn con tà hận trước, dọn tà hận trước. Đấy, coi như là ok la luôn, từ từ nhá, đánh thiếu người đấy, mấy bố đánh nhau nữa rồi, tôi nãy luôn đấy. Rồi á ha, mày ảo này. Rồi xong mất công ty nhá, công ty thôi kệ nó đi. Và bây giờ thì tôi sẽ đây, sắp đây rồi, đây, bố tôi biết, rồi xong bye bye, mày mất công ty đúng không? Rồi bố luôn, chém luôn, rồi 2 đứa, 3 đứa, rồi ok double kill nhưng mà không đủ đam, không đủ tầm rồi. Chán thế không biết, sao nó đủ tâm đi đẹp. Đây Flo này, bay một lướt này, đánh vào con bùa này, lướt qua này, chém này. Ủi xa thế. Ấy cho tôi xin blue. Trời ơi, pha đó đủ tầm lướt là ăn luôn một thằng nữa rồi nhưng mà không đủ tầm mọi người ơi. Thôi mà vậy cũng được. Bạn nhãn chưa đúng em? Nói chung mà tôi bảo mà thằng hay đằng sau hết, mấy ông cứ từ thôi, mong sẽ được xem phần hay đằng sau thôi. Đấy. Còn bây giờ chưa đâu, vẫn còn phần hay nữa đấy. Nên là cứ xem đi. Nhớ like kênh, ủng hộ kênh của tôi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Ok, và bây giờ thì tôi tiếp tục đi farm và đi farm. Tập này vẫn chưa đủ đồ đâu. Đấy, xong cái món này thì không sợ Liliana nữa rồi. Con này Liliana cho nó cào 10 cái luôn cũng được. Hồi nó thế rồi chứ nó cào một cái mình cũng nửa cây đấy. Chẳng qua là mình nâng cái này cho nó cào phát mà chết thôi. Đấy, cào phát từ trắng kẹo. Ui đó, em ơi, lại thiếu người mà. Ôi ôi, mấy ông cứ báo thôi này sao mà tôi gánh nổi. Mà không sao, chả này tôi hứa với em mà tôi sẽ gánh. Đó. Đây, vô đây, chém này, rồi, ok luôn nha mọi người, rồi, ulti này, Flo mất ulti là chơi thôi, không nói gì, rồi, nhưng mà giết con sự cút trước, rồi, Flo đâu, rồi, xong, pha này, mày chết chắc rồi đó, nè, chạy đâu, mà thôi, lui nha mọi người, không đánh được, còn 3 đứa lận, nhưng mà, ôi, ui, trời ơi, ăn nguyên cái đạn chưa một của con, còn 2 ATM á, gần hết máu luôn, đấy, thấy chưa? Nói chung là pha đó không nên tham rồi, tham là thâm đấy, nên là ăn được 2 mạng được rồi. Rồi ok, bây giờ thì di chuyển đi cướp tiếp để ăn lấy cái đồ tạo của miếng máu này, rồi đánh nhau tiếp này. Đó, nói chung là tầm này thì Flo mà mất công ty là nói chung là úi trời ơi, Flo hơi vội vàng nha. Rồi, nói chung là mọi người muốn solo Flo mọi người phải đợi hết công ty mọi người mới được đánh nhá. Có bật công ty cứ lướt chạy đi, đừng có ham đánh nhau trực tiếp với nó, kệ nó mình thôi, hết công ty cũng được. Chứ mọi người mà solo trực tiếp với con Flo của công ty là đánh mùi lắm nha. Có đùa. Rồi, cầm này thì tôi lại từ từ nha mấy ông ơi, cho tôi đợi tôi xíu tôi lên tôi ui lại đánh nhau nữa à. Kìa đánh nhau nữa vậy. Hay quá, được Flo rồi. Đây, tôi đằng sau mấy ông ơi. Rồi, mà giờ chắc phải ăn tà hẳn 14 thôi chứ còn gì nữa, tầm này không ăn nữa là gì. Nói chung là rồi nhá, win được thì win, không win được thì em về ăn tà hận thôi. Tầm này thì tem mình để thắng cái mình khá là cao rồi đó. Rồi bây giờ thì di chuyển cùng tem để ăn con tà hận nhé mọi người. Đó, ăn được Scout đâu, hay là hay rồi. Từ từ nhá, từ từ nhá, bình tĩnh nhá, giữ mạng để con ăn tà hận nhá, đừng ham vội quá. Ui rồi Vedek còn chấm máu bay luôn à. Ui hay kìa, hay rồi thôi, hay rồi, đi về ăn tà hận, về ăn tà hận. Rồi hay rồi, bé ăn tà hận thôi, bé ăn tà hận thôi, ăn được hai đứa là ngon rồi. AD với cả hai rừng nó chết rồi thì chắc tà hận của tem mình rồi, tem bạn không có cửa mà đi ngang qua để cướp được hết á. Rồi bây giờ ăn tà hận. Ui ông Vedek còn đi về nữa hả? Ui cảm chết luôn, né luôn. Ông rừng ơi là ông rừng, ông có cái trình trị để ông ra ông ăn con tà hận mà ông lại đánh nhau thế này. Đấy đây 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 đây, chém này, chém này. Rồi ok, kiểu bắt con tà hận cứ chết dở. Ui rồi bù mắt hồi xem rồi, bù mắt người xem rồi. À rồi xong rồi, pha này khỏi lo chết rồi. Rồi ok, mình qua để bắt thằng này rồi nè. Mày chạy đâu, chạy đâu? Ui rồi đau chưa, hên có cái con dung choi đó, đó là sau đó là mất trắng máu rồi. Ok tem bạn chết 3 rồi thì xem khả năng tem mình win ở đây nhé. Tà hận lên nữa là win rồi. Rồi anh em thấy clip này tôi múa cuốn không? Trận này tôi thấy tôi múa hay phết đấy chứ bộ. Rồi ok, cảm ơn anh em xem rất là nhiều nhá. Khả này tà hận lên thì chắc là tên tôi win rồi. Ok bye bye anh em, hẹn em clip sau nhá. Rồi bây giờ chém con mít nữa này. Mày chạy đâu, mất anh thật. Rồi ok bye bye, hẹn em vào clip sau nha. Bye bye, nhớ like và subscribe kênh của tôi nha. Bye bye.